lắm. Đây là nếu mà nó hai cái làm cùng lúc hai cái. À, ngay cái gờ đầu tiên nhé, còn bên đây thì cái gờ đầu tiên thôi, hai bên bên nào cũng được. Đúng rồi. Có cái giếng để mà làm cái kia là đúng rồi không? Nhưng mà mình đều gắn là cái gờ đầu tiên hết. À, một khuôn lớn thì không cần đến cái này. Đúng rồi, khuôn lớn thì không cần. Hai cái hai đầu. Chưa ai trả lời được không? Hai hai đó là để khoảng cách đường đi giữa hai cái trụ như cái này là bảy dí, này bảy dí là bằng nhau. Là bằng nhau chứ không phải như thế. Vậy thôi, đó là cái hai. Để khoảng cách đường đi giữa hai giữa cha mẫu ở đây, cha mẫu đây là khoảng cách đường đi đó. Thì thầy kêu mà lắp cái lớn, lắp cái này hơn 13 giếng, còn dưới 13 giếng. Đây là cái nhỏ đi, cái là dưới 13. Dưới 13 là cái bạn nhỏ, trên 13 là cái bạn lớn. Cái này là lúc nào cũng là cái nhép. Nếu mà dưới 13 thì có cái gờ, có cái chốt kìa. Trên 13 là phải lắp hai cái được. Thầy quay một cái clip làm thì học là luôn đó. Đây là giếng nhỏ 13 giếng. Đúng rồi, giếng này đâu có bằng giếng đó. Ví dụ như là trên 13 giếng đâu có bằng 1. Ý là đây là dưới 13, đang làm dưới 13. Tùy nếu mà thầy kêu lắp hai ô thì lắp hai cái. Còn trên 13 là cái này, một cái lắp ở sát đây. Một cái là đây là chính giữa này, lắp lệch qua chính giữa. Bị lại từ này. Lắp qua cái kia chính giữa một chút. Lắp con cái này sao? Cái này lắp còn cái mép này luôn hả? Lắp con cùng. Lấy thêm lại hơn. Cái này lắp cái kia con cùng.